A Di Đà Phật, hôm nay thiện nhân kính mời quý huynh tỷ cùng với thiện nhân và chị Hương Tường đi phát cơm chay cho xóm chạy thận của mình nha. Mấy ngày nay Bến Tre mưa rất là nhiều, âm ỉ hoài luôn. Mấy chục phần cơm chay đem vào trong xóm chạy thận, có thể nó là không có đủ. Ủa mà thiệt không đủ thiệt. Đợt này phát có những người họ không có luôn quý vị, thấy thương lắm. Nhưng mà mỗi một phần cơm chay làm ra là một cái gì đó, y như là một cái ngọn lửa, một cái cục than hồng ấm áp trao tặng đến những người đang bị bệnh tại nơi đây. Và điều đặc biệt là tất cả những người tại nơi đây, họ thích ăn chay và thích ăn những phần cơm mà chính bản thân của mình làm ra và đem vào tặng cho họ. Bởi vì nơi đây chúng ta xây dựng một cái tình người, chúng ta xây dựng một cái khuôn khổ bé nhỏ, một sự san sẻ dành cho nhau. Bởi vì chúng ta và tất cả mọi người tại nơi đây đều đau khổ giống như vậy hết, ai cũng có một cái lo như vậy á. Cho nên là họ quý mình, họ quý những phần cơm chay như thế này, họ quý những phần quà bé nhỏ như thế này. Và mong sao trong khoảng thời gian tới, huynh đệ của chúng ta có thể làm được những chương trình nho nhỏ thôi như thế này, và kéo dài nữa, cho tới khi nào mình làm không nổi nữa thôi mình ngưng, tới người khác cứu trợ lại mình, được không? Kính chúc cho đại gia đình chúng ta thật là nhiều sức khỏe, an lạc trong ánh từ quang của Như Lai. A Di Đà Phật. Ai mà viêm màng túi là bệnh hết à? Bệnh quá. Bệnh quá. Nó chưa mưa mà. Nhớ lấy cho cái chú kia luôn nha, cái chú ở bên nhà. Ngon lắm. Đu đủ với nấm. Ừ, ăn mát lắm á. Rồi đi về nghe, đi từ từ để mưa nha, mưa gió nha. Chị có lấy cơm chay không? Lấy cơm chay, ừ ra lấy đi chị. Thấy chị này quen ta. Phải không? Ừ. Cái xóm này là xóm chạy thận mà. Chú này ăn cơm chay nha. Rồi lẹ đi nghe, những phần cuối cùng sắp hết trơn, hết trọi rồi. Vô đi, vô nghỉ ngơi đi. Bữa khỏe bữa không nè. Cô này với cô kia chạy thận. Ừ. Ủa rồi hết trơn rồi, nay sao lẹ quá vậy? Hết trơn hết trọi rồi. Ấy thương quá mà hết rồi. Đâu còn. Còn hai bịch canh.